Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV. Các bạn ơi, thời gian này mình cũng rất là bận. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là vào mùa hàng hóa mình rất là bận rộn luôn. Cái thứ hai nữa là mình phải đi nhặt hàng cho khách xỉ ở các tỉnh. Cái thứ ba nữa là mình kiêm thêm một nhiệm vụ, đó là đưa tất cả các bạn ở các tỉnh lẻ đi lấy hàng. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu đến các bạn là mình đưa hai bạn nữ xinh gái này đi lấy hàng. Đó các bạn ơi, thời trang ở dưới chợ thì đang là trong cái khoảng thời gian giao mùa. Và bây giờ ở dưới chợ thì nó có rất là nhiều hàng thu đông rồi. Nó gồm cả từ len rồi áo thu đông tay dài rồi sơ mi, rất là nhiều kiểu luôn. Và hai bạn nữ này đã xem YouTube và biết mình và đã gọi điện liên hệ với mình và nhờ mình đi lấy hàng. Và cái gu thời trang của các bạn này rất là trẻ trung luôn. Các bạn muốn lấy những cái thời trang phong cách cá tính. Và quan trọng nhất là các bạn này chưa xuống chợ lần nào và không biết rằng sẽ đi khu nào và lấy như thế nào để hợp lý. Biết khu nào có nhiều mẫu đẹp và hàng hóa ở mỗi khu đó như thế nào. Thì mình đã đưa các bạn ấy đi. Và thật sự là mình cũng đưa hai bạn ấy rất là nhàn thôi. Bởi vì các bạn này là những bạn nữ rất là năng động. Nên là cái cách chọn mẫu mã hàng của các bạn ấy rất là nhanh. Đó, trước mặt các bạn là hai bạn nữ, một bạn nữ áo trắng và một bạn nữ áo màu ghi, rất là xinh xắn và rất là nhanh nhẹn luôn. Chị em mình gặp nhau nói chuyện rất là vui vẻ và cảm giác như là rất là cùng gu. Và mình chỉ làm nhiệm vụ là đưa đi và giới thiệu cho các bạn những cái mẫu mã khu, từng khu để các bạn có thể tự lựa chọn. Các bạn xem được video này thì nhớ cho ba chị em mình một nút like cũng như chia sẻ và cho mình những cái đóng góp bên dưới nhá. Nếu bạn nào ở các tỉnh lạ, tỉnh xa mà các bạn muốn ra chợ Ninh Hiệp hay là muốn ra phía ngoài miền Bắc này lấy hàng mà các bạn chưa biết đường đi nước bước, hoặc là các bạn còn lo sợ về một cái vấn đề như là về giá cả hoặc là cái gì đó, thì các bạn có thể liên hệ bên mình qua số điện thoại 0978649990. Nếu mà các bạn không có thể gọi điện được thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo. Mà nếu mà các bạn nhắn tin qua Zalo thì nói thật với các bạn là mình không thể trả lời ngay được, bởi vì mình cũng rất là bận. Các bạn thông cảm, khi nào rảnh mình sẽ trả lời. Và hy vọng một điều rằng khi các bạn nhắn tin Zalo thì các bạn nên nhắn tin cho mình có đầu có cuối. Và các bạn muốn cần hỏi gì thì các bạn cứ hỏi, chứ các bạn đừng nhắn tin rằng là có hỏi được không và có thời gian để tư vấn không hay như nào đó. Những cái câu hỏi đó thật sự là nó không cần thiết lắm. Tôi rất là muốn các bạn tin tưởng tôi và nhờ bên tôi giúp đỡ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu rằng các bạn phải đưa ra những cái câu hỏi đúng hướng để mình có thể là trả lời, giải đáp một cách đúng nhất, chuẩn mực nhất. Tiếp tục câu chuyện trong video đây ạ. Mình đã đưa các bạn ấy đi lấy được một nửa của thời gian buổi sáng. Hiện tại bây giờ đã đi được tầm khoảng gần 2 tiếng và lấy được tương đối là nhiều hàng. Bởi vì hai chị em ấy rất là nhanh nhẹn, đâm ra là hàng bọn mình chọn rất là nhanh. Mẫu mã thì rất là đa dạng phong phú, rất là nhiều kiểu đẹp luôn. Đó các bạn nhìn thấy không? Đồ thời trang nữ thì nói chung là nó rất là mênh mông và bắt ngát. Không thể lấy cố định của một nhà nữa đâu các bạn nhé. Có rất là nhiều bạn nữ đã nhắn tin gọi điện hỏi mình rằng là em xin vài cái toa hoặc Zalo của một vài nhà thì để em lấy hàng. Như các bạn nhìn thấy trước màn hình đấy ạ, nếu một nhà nào ở dưới này chuyên đồ gì, người ta sẽ chuyên đồ đó. Ví dụ như nhà trước mặt các bạn, họ chuyên đồ kiểu như là các kiểu áo, kiểu cách. Và thứ hai là họ chuyên váy thì họ chỉ chuyên hai mặt hàng này thôi. Nếu như các bạn chỉ xin mình một vài cái toa, một vài cái Zalo thì các bạn cũng không thể nào mà mở thành một cửa hàng được. Bởi vì mỗi nhà này nó chỉ chuyên một mẫu như thế này. Mà các bạn khi mở một cửa hàng thì các bạn phải cần rất rất là nhiều mẫu mã đúng không? Đa phong cách từ quần áo, váy vóc, rồi chân váy, đồ bộ rất rất là nhiều luôn. Nên là các bạn hãy bỏ qua cái ý nghĩ là xin một vài toa hoặc Zalo để các bạn có thể mở thành một cửa hàng. Mà các bạn hãy làm một công việc rất là đơn giản như hai bạn nữ này. Đó là hãy xuống chợ ít nhất một lần. Các bạn nhé, hãy xuống chợ ít nhất một lần để biết chợ nằm ở đâu, như thế nào, hoặc là bán kính của chợ ra sao, khu này có bán những đồ gì. Và khi mình biết đường như thế rồi thì mình bắt đầu lấy hàng. Và ít nhất một lần đi xuống chợ, các bạn hãy cố gắng lấy mỗi nhà khoảng 1 đến 2 mẫu cái khu của mình đi các bạn nhé. Mình không yêu cầu các bạn phải đi hết tất cả khu chợ Ninh Hiệp bởi vì nó quá rộng. Nhưng mà các bạn đi khu nào, các bạn hãy xác định cố gắng mua ở khu đó mỗi nhà 1 đến 2 cái để các bạn xin một cái toa. Cái toa hoặc cái Zalo thì các bạn biết rồi đúng không? Nó là một tờ giấy, ở trên đó có ghi số điện thoại, rồi là địa chỉ của kiosk hoặc cửa hàng. Và trên đó có ghi Zalo của từng nhà để các bạn có thể truy cập vào đó lấy ảnh để các bạn đăng. Sau này khi mà các bạn đã có ảnh và Zalo của từng nhà đó rồi, các bạn có thể theo dõi trên Zalo để lấy ảnh. Và các bạn có thể nhờ những người thân cận như anh em bạn bè ruột thịt ở gần chợ, hoặc là những xe ôm quen, hoặc là những cái người mà chuyên đi nhặt hàng như bọn mình, để nhặt hàng cho các bạn theo ý của các bạn mà các bạn vẫn có thể lấy đầy đủ các mẫu ở chợ Ninh Hiệp các bạn nhé. Mình nói như thế thì các bạn chắc cũng hiểu rồi đúng không? Bởi vì thực ra là nó có nhiều cách để lấy hàng ở chợ Ninh Hiệp. Nếu như các bạn ở xa, các bạn không nhất thiết phải đi, mà nó sẽ qua nhiều khâu trung gian, như là khâu trung gian nhặt hàng, hoặc là qua nhờ anh em bạn bè, hoặc là nhờ chính chủ shop đó nhặt hàng và gửi cho các bạn. Các bạn nữ này đang nhờ mình là đưa sang cái khu mà bán đồ phụ kiện. Trước mặt các bạn là một nhà túi xách rất là nhiều mẫu luôn.
Và cái nhà túi sách này thì như mình biết là chuyên đồ xỉ rất là nhiều mẫu mã. Nói như là trong cửa hàng nó có rơi vào tầm khoảng 1 đến 200 mẫu là chuyện quá bình thường. Các bạn đến đây các bạn có thể nhặt vô số, nhặt thoải mái, nhặt từ một cái, nhặt hai cái, nhặt một màu, một cái một màu cũng được, và nhặt số lượng bao nhiêu cũng được ạ. Rất rất là nhiều mẫu luôn các bạn nhé. Đó. Ở chợ Ninh Hiệp thì không thiếu thứ gì đâu ạ, từ quần áo, giày dép, túi sách, dây lưng, ví da, vân vân, phụ kiện rất rất là nhiều luôn. Cũng có rất là nhiều bạn đã hỏi rằng là khi mà các bạn mới đi lấy hàng ở chợ Ninh Hiệp có sợ bị chặt chém không, có sợ bị bắt giá không, thì mình nói luôn với các bạn thế này, người ta là một chợ buôn, và người ta là một chợ buôn nổi tiếng, có tiếng ở tất cả vùng miền trên mọi miền Tổ quốc, thì người ta không có thời gian đâu mà nói thách các bạn, trừ khi các bạn mua lẻ một cái. Các bạn hiểu ý mình không? Ví dụ như trước mặt các bạn này này, những mẫu này nó có đều đầy đủ các màu từ ABCD chẳng hạn. Nhưng mà các bạn chỉ lấy có một màu thì chắc chắn là các bạn phải chấp nhận đắt hơn 10 20 nghìn. Bởi vì khi người ta đã đổ xỉ buôn, người ta ít nhất là phải đổ xỉ từ 2 3 cái trở lên. Nhưng mà các bạn lấy một cái thì các bạn phải chấp nhận là các bạn phải chịu thiệt hơn, bởi vì các bạn được chọn màu và chỉ lấy có một màu. Thì đó là cái chuyện quá bình thường. Cái thứ hai nữa là ví dụ như các bạn lấy hàng ở khu bên này nó là hàng nó đắt hơn một chút, hàng khu bên kia nó rẻ hơn một chút, thì các bạn phải lưu ý về phân biệt về chất cho tớ, về form nữa. Có thể nó đắt hơn thì form nó sẽ rộng dài hơn, form nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà rẻ hơn chắc chắn là chất nó sẽ khác và kiểu cách của nó cũng sẽ may nhỏ hơn một chút xíu. Còn nếu mà những nhà mà chênh nhau khoảng 20, 30, 50 nghìn thì các bạn phải xem lại về chất. Có thể chất người ta đã khác nhau thì cái hàng đẹp người ta phải may đắt hơn. Các bạn phải hiểu như thế. Nhưng các bạn có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là tại sao mình lấy hàng ở khu này nó chỉ có bằng này nhưng mà sang khu kia nó lại chênh nhau như thế. Thì thực ra là tôi nói thật với các bạn, cái câu này không ai giải đáp được cả. Bản thân bọn mình đi buôn 5, 7 năm nhưng mà đôi khi bọn mình cũng bị lấy nhà này đắt hơn, nhà kia rẻ hơn, mặc dù nó vẫn là cùng một loại. Bởi vì các bạn nghĩ đơn giản như thế này, nếu như một nhà mà người ta không phải thuê tiền quầy quán thì người ta đã đỡ chi phí được rất là nhiều. Người ta chỉ lấy, người ta chỉ bán rẻ để lấy khách thôi, người ta giữ mối khách thôi, người ta bán rẻ đi 20-30. Còn những cái nhà mà phải thuê quầy một năm mấy trăm triệu đến 1 tỷ, chắc chắn người ta phải bán đắt hơn 10-20 nghìn để người ta có thể chi phí chi trả, đúng không? Nên là cái việc mà các bạn xuống chợ, các bạn gặp mẫu ở đâu ưng các bạn cứ lấy, nó có chênh nhau 10-20 nghìn thì nó là chuyện quá bình thường. Bởi mình đi buôn mình không thể nào nắm hết được tất cả các mặt hàng ở chợ các bạn nhé. Nên là đi buôn thì hãy xẻ lời cho, hãy xẻ lời, vì người ta vẫn nói rằng xẻ lời thì trời cho các bạn. Đừng mình đừng lăn tăn 50 nghìn mà bỏ qua lỡ cái hàng đẹp mà mình không lấy được. Trước mặt các bạn là một con đường dài, đây là trục xóm 6 các bạn nhé. Tất cả những cái dân đi buôn mà muốn lấy hàng thời trang Quảng Châu, hàng đắt, hàng đẹp, hàng mà kiểu cách mẫu mã trở đẹp trở lên thì các bạn nên đi khu bên xóm 6. Cái khu này nó thật sự là nó đa phần là hàng tầm trung trở lên. Vì sao mình nói là hàng tầm trung? Hàng tầm trung có nghĩa là hàng trung bình từ 8, 90, 100 trở lên. Không có hàng 4, 50, 3, 40 các bạn nhé. Đó, mình nói rõ để các bạn nắm quan điểm như thế. Có những bạn đã đi vào cái khu này và lấy quần sóc giá đến 17, 18, nôm na như là nhập vào 17, 18 và về các bạn không thể bán được. Các bạn nhắn tin hỏi mình là tại sao em đi cái khu chị bảo mà nó toàn hàng đắt như vậy. Thì xin thông báo với các bạn là khu bên xóm 6, xóm 7, xóm 5 và Dốc Lã không có hàng rẻ các bạn nhé. Không có hàng mấy chục nghìn. Nên là các bạn thông cảm. Trước mặt các bạn những mẫu sock như thế này của shop này không có giá từ 100.000 mà rẻ nhất là từ 140, 150, 200, 300 trở lên. Đó, bởi vì sao? Bởi vì mẫu mã của người ta thứ nhất là hàng độc quyền, cái thứ hai là chất liệu của người ta là hàng đẹp, cái thứ ba nó là hàng tàu Quảng Châu. Người ta đánh vận chuyển về bên Việt Nam nó mất cước rất là nhiều, đâm ra cái phí người ta bán ra nó phải cao hơn là chuyện quá bình thường. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn nhìn từ form lẫn chất, nó đã không trùng hàng với những mặt hàng khác các bạn nhé. Đó, qua cái lời giới thiệu của mình thì các bạn cũng có thể hình dung ra được rằng là khi đi nhặt hàng ở chợ Ninh Hiệp như thế này ấy, thì các bạn cũng phải để ý tinh mắt một chút xíu để có thể phân biệt đâu là hàng đẹp, đâu là hàng vừa tiền và đâu là những cái mẫu mã mà nó đang rất là thịnh hành mà các bạn cần lấy. Đó, nên là mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một chút ở trong video này như thế. Còn cái việc mà mình không phải chọn đồ cùng hai bạn nữ này mà chỉ quay video ấy, thì thật sự hai bạn nữ này rất là sành điệu luôn. Các bạn rất là biết chọn đồ, các bạn biết lấy những cái hàng xỉ tin phù hợp với nơi các bạn sinh sống. Nên là mình chỉ dẫn các bạn đi đến những cái khu mà có đồ hot thôi. Còn cái việc lựa chọn thì cứ để cho hai bạn ấy lựa chọn theo ý của mình. Và mình cảm thấy là hai bạn này lựa chọn đồ rất là ok đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, nếu xem video hay thì đừng tiếc một like nha. Đừng tiếc một like và nhớ cho mình những cái đóng góp chia sẻ bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn. Mình biết rằng những cái video của mình nó chưa thể đủ đạt được cái hiệu quả cao nhất, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ giúp được một số bạn đang băn khoăn trong cái việc mà đi buôn kinh doanh quần áo, hoặc là muốn lấy cái nguồn xỉ ở đâu thì các bạn có thể liên hệ bên mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là tạm dừng rồi các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.